back to our lesson. Today we are going to learn Unit 4, Social Studies, Festivals and Free Time Lesson 3. Cô chào tất cả các em. Trong tiết học ngày hôm nay chúng ta sẽ học bài số 4, Lesson 3 ở trong sách workbook các em nhé, trang số 24. Chúng ta sẽ sửa bài. Rồi. Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau sửa cái bài này ha. Đầu tiên đó là phần new words, là phần từ vựng. A. Sử dụng những cái từ đã cho để đánh dấu vào trong bức tranh. Thì mỗi bức tranh sẽ có những hình ảnh đặc trưng cho những cái từ ở phía trên. Thì chúng ta phải học từ vựng những từ này các em nha, để mình biết nghĩa rồi mình mới có thể điền vào trong cái bức tranh đúng. Từ mà người ta làm giúp mình đó là chơi game hoặc là âm nhạc, play games or music. Thì mình thấy đây, play games or music. Bây giờ tiếp tục, em thấy bức hình này chính là trang trí cây đúng không nè, trang trí nhà hoặc là cây. Thì chúng ta sẽ có decorate a house or tree. Điền vào cho cô bức tranh số 2, decorate a house or tree. Bức tranh số 3 thì em thấy đây là viếng thăm gia đình ha. Thăm gia đình thì chúng ta sẽ có là visit family and friends. Điền vào cho cô phía dưới đây nhé. Visit family and friends. Rồi, bức tranh số 4. Bức tranh số 4 là đi diễu hành đó các em, xem diễu hành. Thì xem diễu hành cô có chữ đó là watch parade. Watch parade. Rồi tới bức tranh số 5, đây là xem pháo hoa. Xem pháo hoa cô có chữ watch fireworks. Bức tranh số 6. Bức tranh số 6 là người bạn nhỏ này, bạn ấy đang nhận được quà từ người phụ nữ này. Thì mình sẽ có từ nhận quà là chữ get lucky money, candy or gifts. Nhận tiền lì xì, nhận kẹo hoặc là quà. Rồi bức tranh số 7. Cô gái này đang mua trái cây và hoa. Vậy thì ở đây cô có chữ buy fruits or flowers. Bức tranh cuối cùng, đây là những món ăn truyền thống. Vậy thì ở đây cô sẽ có chữ eat traditional foods. Ok. Rồi, đây là đáp án. Các em nhìn đáp án và sửa bài cho cô nhé. Sau đó chúng ta sẽ qua tiếp bài tập B. Bài tập B. Bài tập B á, là các em đã tìm hiểu cái đoạn văn ở trong sách giáo khoa, trong sách student book của mình rồi. Thì các em có thể làm cái phần này rất là dễ dàng. Hoặc là dựa vào những cái kiến thức mà em đã có trong thực tế, em cũng có thể làm phần này. Thì ở đây nhiệm vụ của chúng ta đó là match the activities with the holidays. Thì chúng ta sẽ có những hoạt động và những cái lễ hội. Thì em sẽ nói cho cô những hoạt động với cái lễ hội đúng của nó, đúng với cái hoạt động đó. Thì trong mỗi một cái lễ hội thì sẽ có những cái hoạt động riêng biệt, đúng không? Giống như ngày Tết thì chúng ta mới nhận tiền lì xì, chứ đâu thể nào mà lễ phục sinh mà nhận tiền lì xì quá, đúng không nè? Đó, thì đó là những cái đặc trưng của cái ngày lễ hội. Thì chúng ta phải dịch cho cô từ câu số 1 đến câu số 5, dịch ra nó có nghĩa là gì, rồi chúng ta mới chọn được cái lễ hội từ A đến E sao cho nó hợp lý. Cô lấy ví dụ ha. Ví dụ như câu số 1, mọi người thì trang trí cây và nhận quà vào tháng 12. Thì tháng 12 là nghỉ ngay đến ngày gì? Đến lễ Giáng sinh nè. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là trang trí cây thông Noel và nhận quà thì chỉ có Giáng sinh thôi. Giáng sinh thì chúng ta mới trang trí cây thông Noel thôi, đúng không nè? Vậy thì con nên câu số 1, cô sẽ nói với lễ hội đó là Christmas Day. Rồi bây giờ tương tự ha, câu số 2 nè. Mọi người mặc đồng phục đi tiệc và đi trick or treat. Có nghĩa là đi đâu? Đi tặng kẹo hoặc bị kẹo. Một cái activity, một cái hoạt động rất là phổ biến ở trong ngày Halloween. Trick or treating ha, tặng kẹo hay bị kẹo. Câu E, mình sẽ nói câu E với câu 2, E. Được chưa? Rồi bây giờ câu số 3. People eat their special food like turkey and mashed potato and watch big parades on the street. Mọi người thì ăn những thức ăn rất là đặc biệt, giống như gà tây nè, khoai tây nghiền nè, và xem những cái diễu hành hoành tráng trên đường. Thì ăn gà tây,
ăn gà tây, chỉ cần ăn gà tây thôi là chúng ta có thể biết được đây là lễ hội lễ tạ ơn Thanksgiving thì chúng ta mới ăn gà tây. Cho nên câu số 3 cô sẽ điền vào đáp án A. Còn câu số 4, people eat mooncakes and light lanterns. Mọi người ăn bánh trung thu và đèn lồng. Thắp đèn lồng thì ăn bánh trung thu là chỉ có lễ hội gì? Trung thu thôi. Chọn câu C vào trong vị trí của câu số 4 cho cô nhé. Và câu số 5, mọi người thì mặc những trang phục truyền thống và trang trí nhà của họ với trái cây và rau củ. À vậy thì ở đây là lễ hội gì vậy các em? Kwanzaa. 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 Ha, lễ hội này cô thấy không có ở Việt Nam. Nhưng mà các em cũng có thể loại trừ ha. Còn đáp án cuối cùng chính là Kwanzaa thôi. Rồi. Đây là đáp án. Các em nhìn và sửa bài cho cô. Ok, bây giờ chúng ta sẽ qua tới phần tiếp theo, đó là phần listening. Trong phần listening này, các em sẽ nghe và điền vào trong cái bảng. Where, when, how many people, for how long, how much tomato, ở đâu, khi nào, bao nhiêu người, bao lâu và bao nhiêu cà chua. Thì bây giờ các em sẽ nghe và điền vào chỗ trống giúp cô nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nghe. Let's listen. Here we go. Unit 4. Festivals and free time. Lesson 3. Track 13. Page 24. Listening. Listen and fill in the table. La Tomatina is a festival in Spain. It happens every year in Buñol, a town near the east, near Valencia. On the last Wednesday of August, around 20,000 people participate in a tomato fight. For about 1 hour, they run around the town throwing tomatoes at each other. In 2019, people used over 145,000 kilograms of tomatoes for the festival. After the fight, fire trucks cleaned the town with water. The tomatoes actually helped make the town much cleaner. It's a really fun festival that lots of people go to enjoy. Now, listen again. La Tomatina is a festival in Spain. It happens every year in Buñol, a town near the east, near Valencia. On the last Wednesday of August, around 20,000 people participate in a tomato fight. For about 1 hour, they run around the town throwing tomatoes at each other. In 2019, people used over 145,000 kilograms of tomatoes for the festival. After the fight, fire trucks cleaned the town with water. The tomatoes actually helped make the town much cleaner. It's a really fun festival that lots of people go to enjoy. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ sửa bài. Unit 4. La Tomatina is a... Listening. Listen and fill in the table. La Tomatina is a festival in Spain. It happens every year in Buñol, a town near the east, near Valencia. Rồi bây giờ các em nghe là khi nào cho cô nha. Vào cuối thứ mấy của tháng 8? On the last Wednesday of August. And the last Wednesday of August. Wednesday là thứ tư. Em điền cho cô chữ Wednesday ở đây. Rồi bây giờ tới số 3. Có bao nhiêu người tham gia? Khoảng mấy người đây? Around 20,000 people participate. 20,000 people. 20,000. 20,000 người. 20,000 people. In a tomato fight. For about 1 hour, they... For about 1 hour. Khoảng 1 tiếng đồng hồ. Rồi nghe cho cô, người ta đã sử dụng bao nhiêu ký cà chua nhé? Run around the town throwing tomatoes at each other. In 2019, people used over 145,000 kilograms of tomatoes.
145,000 kilograms, 145,000 kilogram cà chua để ném nhau á. Đây là một cái lễ hội ở Puno. Rồi các em nhìn vào trong bài đáp án cho cô và sửa bài nhé. Bây giờ chúng ta qua tiếp tới cái phần đọc hiểu văn bản, phần reading. Phần reading này em sẽ đọc cho cô một cái bài báo, chữ article này. Chữ article ở trên đầu bài này có nghĩa là bài báo các em. Đọc bài báo và viết câu trả lời. Bài báo này nó có tựa đề là Chuseok Korean Thanksgiving Day. Chuseok, một cái ngày tạ ơn ở Hàn Quốc thì như thế nào ha? Diego Santos, May 4th. Diego Santos và ngày 4 tháng 5. Chuseok là một trong những lễ hội quan trọng ở phía Nam Hàn Quốc. This festival lasts 3 days. Lễ hội này kéo dài 3 ngày. Chữ last mang nghĩa là kéo dài 3 ngày ha. It starts on the 15th day of the 8th lunar month. Nó bắt đầu vào ngày thứ 15 của tháng 8 âm lịch, lunar month có nghĩa là âm lịch. Before Chuseok, trước cái lễ hội Chuseok, people go back to their hometown to spend time with their family as well as their friends. Mọi người trước cái lễ hội Chuseok này á thì mọi người sẽ trở về quê nhà của họ và dành thời gian với gia đình cũng như bạn bè. In the morning of the first day of Chuseok, people wear hanbok and visit their older family members. Buổi sáng ngày đầu tiên của Chuseok, mọi người thường mặc hanbok, là một cái trang phục truyền thống của người Hàn Quốc, và viếng thăm gia đình của họ, older, gia đình già của họ, những thành viên già trong gia đình của họ. During Chuseok, they eat traditional food like songpyeong and jeong. Ở trong cái lễ hội Chuseok này thì họ ăn món ăn truyền thống giống như là songpyeong, là loại bánh được làm từ gạo á, và jeong là giống như bánh pancake, giống như bánh bánh bông lan á. Korean people also play many traditional games and activities during their Thanksgiving holiday. Người Hàn Quốc thì cũng chơi rất là nhiều những cái trò chơi truyền thống và những hoạt động trong suốt cái lễ hội tạ ơn. Traditional game like Chanchum, Mask Dancing, Gangangshu, Circle Dancing and Serum Wrestling are popular during Chuseok. Những cái trò chơi truyền thống giống như Chanchum là mặt nạ, lễ múa mà với mặt nạ đó. Gangangshu là lễ múa đi theo vòng tròn, và wrestling thì rất là phổ biến ở trong suốt cái lễ hội Chuseok. Đây là một trong những lễ hội lớn nhất ở miền Nam nước Hàn. Rồi, vậy thì ở đây chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi ở phía dưới nha. Câu số 1, Chuseok thì khi nào? Thì lúc này mình thấy là câu trả lời của mình là vào ngày thứ 15 của tháng 8 âm lịch. Rồi bây giờ câu số 2, mọi người làm gì trước lễ hội Chuseok? Mọi người sẽ về quê nhà và thăm gia đình của họ cũng như bạn bè của họ. Đó, thì em ghi cho cô cái câu này vào nè. People go back their hometowns to spend time with their families as well as their friends. Câu số 3, mọi người làm gì vào buổi sáng ngày đầu tiên của Chuseok? In the morning of the first day of Chuseok, people wear hanbok and visit their older family members. Buổi sáng đầu tiên của Chuseok thì mọi người mặc hanbok và đi thăm những cái thành viên già trong gia đình của họ. Rồi, tiếp tục. Thức ăn truyền thống mà họ ăn trong suốt lễ hội Chuseok là gì? Đây, thức ăn truyền thống đây. During Chuseok, they eat traditional food like vân vân vân. Cho đến ngay chỗ phút này. Ha. Pancake nè. Rồi, câu số 5. Họ làm gì trong suốt? Họ còn làm gì khác trong suốt lễ hội Chuseok? Họ còn chơi. They also play many traditional games and activities. Được chưa? Rồi.
Rồi, đây là đáp án. Các em nhìn đáp án và trả lời cho cô. Bây giờ chúng ta qua tiếp tới cái phần writing. Cô hướng dẫn phần writing, sau đó là các em về nhà tự làm phần writing nha. Còn ở trong lớp học á, thì các em làm rồi nộp bài rồi cô sẽ chấm nha. Rồi bây giờ em nhìn cho cô nè. Em sẽ viết cho cô một cái tin nhắn về Giáng sinh, sử dụng những thông tin đã đưa ra, viết khoảng 40 đến 50 từ. Thông tin người ta đưa ra là One of the biggest traditional holidays in the UK. Một trong những lễ hội truyền thống lớn nhất ở Mỹ. United Kingdom ở Anh. Gia đình gặp nhau, tặng quà và thiệp cho những thành viên gia đình và bạn bè. Có những bữa ăn đặc biệt, chơi game sau bữa ăn. Rồi, bây giờ các em nhìn cho cô bài mẫu. Chào Ben. Are you having a good holiday? Bạn có một cái lễ hội tuyệt vời không? Let me tell you about Christmas. Hãy để cho mình kể cho bạn về Giáng sinh ha. It's one of the biggest traditional holiday in the UK. Nó là một trong những cái lễ hội Giáng sinh lớn nhất ở Anh. Family get together and they give gifts and cards. Những thành viên thì ngồi cùng với nhau và tặng nhau những món quà và thiệp. They give them to our friends too. Chúng ta cũng tặng chúng cho những người bạn của chúng ta nữa. We have a special meal. Chúng ta ăn những món ăn đặc biệt sau bữa ăn. After the meal, we have games. Sau bữa ăn thì chúng ta sẽ có cái trò chơi. Rồi, đây là bài mẫu. Các em có thể dựa trên bài mẫu này để viết thành một cái bài riêng của mình nhé. Ok, bài số 4 của chúng ta đến đây là hết. Thì trong tiết học sau thì chúng ta sẽ sửa tiếp tới bằng những bài tập ở trong cái bài số 5. Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ ở đây. Cô cảm ơn các em. Thank you very much.